Rồi, chào anh em nha. Sáng nay đầu tuần thứ hai làm clip nhận định thị trường đầu ngày cho như thường lệ cho mọi người ha. Thì bắt đầu hôm nay là những cái buổi là mình những cái buổi nhận định này bắt đầu mình sẽ up bên channel bên khi giải rồi, không có còn up bên cộng đồng nữa. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ xem qua BKC. BKC hôm qua có những cái nhịp hồi lên và rất là nguy hiểm ở những cái ngày cuối tuần. Tại sao mình nói nguy hiểm? Bởi vì các bạn nhìn nè, ba cây nến liên tục, ba cây nến liên tục là râu râu rất là dài, râu rất là dài. Vậy thì những cây nến này á là những cây nến mà rũ bỏ nó sẽ giết đám đông. Tại sao vừa rồi mình rút 110.000 đô mình rút ra dưới tây mình để chữ mà mình không không đánh không để quá nhiều bên marine, mình cũng chưa vội bắt nữa, mình để dành cái khoản đó, mình để dành trong tháng 5 này mình sẽ canh canh những cái nhịp sập và những nhịp hợp lý mình sẽ vào spot ha. Nào. Rồi các bạn xem BTC hiện giờ cấu trúc 34 vẫn dưới 39 và dưới 200. Vậy thì ở 4 giờ nó có một cái cản rất là mạnh là ở đây nè. Đây nè, cản rất là mạnh ở đây nè. Nè, những cản khá mạnh của BTC nè. Đó, là một. Cái thứ hai, những cái cản này nó lên đây, nó sẽ khó lên, nó sẽ rớt xuống, mà nó chưa lên cái đây nó đã rút chân rồi thì các bạn phải cẩn thận. Cẩn thận đừng đừng thấy hôm qua nó lên mấy trăm giá mà nghĩ là ngon ha, thực ra không hề ngon, không hề ngon. Ví dụ chúng ta học và chúng ta học từng bước là chúng ta đo Fibo này, từ một cái nhịp rớt nè, đỉnh nè, đáy nè, từ một cái nhịp rớt nè cho đến tận thời điểm này Fibonacci 50 của nó nằm ở đây nè, nó chạm Fibonacci 50 rút chân rất là mạnh, chạm một lần rút chân, chạm hai lần hôm qua rút chân, ok chưa? Và cái cản mạnh của nó, thứ hai của nó các bạn, đó là tỷ lệ vàng ở 61,8% của này nè. Đây là những cản rất mạnh, nó vẫn chưa có qua được. Vậy thì chỉ có ổn để bay nè. Tôi vẫn chọn phương hướng là lên canh lên sell xuống. Mà hôm qua các bạn thấy hôm qua nó tăng rất là tốt đúng không? Mấy trăm giá đúng không, nhưng không có nè. Nếu mà nhìn ở 4 giờ có rồi, tại vì ở những cái đoạn này nó sẽ có kịch bản nó đi lên đây đây nè. Hôm qua ai mà biết thì Fibo là canh những vùng này là sell ngay đỉnh luôn, sell ngay đỉnh có một cái nhịp luôn, rút chân lên sell ngay đỉnh luôn, đúng chưa? Vậy thì hôm nay BKC, phương diện BKC chúng ta sẽ canh lên những vùng này, chờ lên những vùng này chúng ta sell xuống Rồi đặc biệt TRB thì canh bay dừng TRB thì xuống nó đi ngược lại Rồi những cái altcoin thì chúng ta ở cái đoạn này sẽ có hai kịch bản, một là BTC nó đi ngang nó lên thì nó altcoin nó tăng thì chúng ta đánh altcoin rất đẹp, hai là BTC sẽ lên khá nhanh như kiểu này nè, sau đó giảm xuống thì altcoin bị sốc nhiệt nào sốc nhiệt, cho nên đầu tuần nó sẽ cái kịch bản nó sẽ đánh như vậy, nó sẽ đi như vậy sẽ khá khó đánh rồi. Tiếp theo trả lời lại câu hỏi của một bạn sáng nay, của một bạn học buổi sáng nay. Có phải bạn nó không để ý, bạn nó mở cái chat của BTC 1 giờ và tôi nói các bạn để ý, tôi không bao giờ tôi mở BTC soi 1 giờ. Mà tất cả các con khác tôi không mở 1 giờ, tại sao? Các bạn nhìn cho kỹ, cô luôn mở một cặp. Cặp ví dụ là 5 phút, 30 phút, 30 phút, 4 giờ, 4 giờ D1. Tại sao cô không mở 1 giờ? Là bởi vì á chúng ta soi đa khung thời gian, chúng ta cần một cái khoảng cách, một cái biên độ khoảng cách nhất định của các cái khung. Ví dụ từ 5 phút sang 30 phút là nó mất 6 cây nến, đúng chưa? Từ 30 phút mà sang 4 giờ nó cũng cả đống cây nến, từ 4 giờ sang một ngày nó cũng mất rất nhiều cây nến. Còn nếu các bạn soi á mà các bạn đi mở 30 phút xong mở 1 giờ nó mất có hai cây nến, coi con mẹ gì ở nó, có gì ở nó đúng không, không có coi được cái gì ở nó đó. Những cái người mà có nói các bạn mà không biết về coi đa khung thời gian mà coi cái kiểu là 5 phút xong qua 15 phút, 15 phút qua 30 phút, 30 phút qua 1 giờ, 1 giờ qua 2 giờ, rồi 2 giờ qua 4 giờ, những người đó của nó các bạn cho ai nát chắc chắn các bạn 100% luôn, tất cả những thằng nhìn mở cái chạc thôi đã biết nó nát rồi. Thật luôn, các bạn không tin các bạn để ý đi, cả mấy ngành forex luôn. Tại sao? Các bạn nhìn cái chạc đó các bạn biết là nó đang bị cuốn vô, nó đang bị cuốn vô cái chạc khung nhỏ, nó đang bị cuốn vô cái nhịp của market. Có nghĩa là nó đang bị cuốn vô, nó coi 4 giờ không hợp, cái nó ráng nó coi 2 giờ không hợp, ráng coi 1 giờ không hợp, ráng coi 3 phút. Ở đây là nó coi cho bằng được để nó có lý do để nó vào được. Cái đó là cái bệnh của người trade, bị cuốn vô khung nhỏ mà họ không biết. Còn những cái người mà cố gắng tìm cho mình một cái lý do để có thể vào lệnh, những cái người đó mất tiền, chắc chắn cả 1.000 phần ngàn mất tiền. Cho nên
đánh đa khung thời gian là phải để ý. Chúng ta phân tích là bởi vì chúng ta muốn một cái sự công tâm, một cái sự khoa học, một cái sự logic để chúng ta vào lệnh, chứ không phải chúng ta phân tích là cho ráng thì mới được một cái lý do là chúng ta vào lệnh. Mà nhớ cái đó nha. Cho nên nhìn cái cách mà mở đa khung thời gian là chúng ta thực phải đoán được cái tâm lý của người giao dịch nó như thế nào. Rồi chưa? Rồi. Tiếp theo. Hôm nay thì đầu tuần. Bắt đầu bữa nay là ngày 13 tháng 5 rồi. Bữa nay là tôi phải lên một cái danh sách và tôi chốt, tôi gửi cho bên sàn. Tôi gửi cho bên sàn. Nó là những bạn đăng ký channel tham gia thi giải vào tháng 5, tháng 6. Hàng tháng, ngày 12 hàng tháng thì tôi phải chốt cái danh sách tôi gửi. Vậy thì sau ngày hôm nay, sau ngày hôm qua thì hiện tại các bạn đăng ký, các bạn không đăng ký được tháng 5 nữa. Tôi chỉ có thể note UID các bạn vào tháng 6. Vào tháng 6. Và tháng nào cũng như vậy. Tôi luôn muốn cho các bạn học được một cái bài học. Làm là phải làm, đừng có đợi phút 90, đừng có đợi nước tới háng mới nhảy. Hôm qua rất nhiều bạn phút chót PM, PM các kiểu, tôi chả hiểu các bạn. Và tôi bực mí với các bạn một cái ưu đãi luôn. Tất cả những bạn hôm qua mà đăng ký á, các bạn yên tâm, các bạn sẽ không được duyệt để được cái tài khoản coi 369, xem dữ liệu on trend, xem vĩ mô, xem chiêm tinh học trên đó, các bạn không có được duyệt đâu. Những các bạn trước đó được duyệt, muốn cho các bạn học một cái bài học để các bạn nhận được một cái đặc ân, các bạn đóng tiền y chang với ông ta nhưng các bạn đéo được duyệt tài khoản đó. Tôi cảm tính vậy đó, tôi thích để tôi làm vậy đó, không thích out đi, sao cơ đi, các bạn chỉ có nằm lên channel thi giải thôi chứ các bạn không được duyệt tài khoản đó đâu nha. Phút 90 mới nhảy là đừng mong duyệt nha. Rồi tiếp, tháng 5 20 đô, tháng 6 20 đô thì thu thu lần thu 2 tháng, cô cũng có rảnh để cô đi thu thần thần tháng, thậm chí sắp tới hệ thống hóa luôn, các bạn tự chuyển, các bạn tự chuyển vô UID đó và các bạn tự được duyệt luôn, UID nó tự sàn ghi nhận luôn, tôi không có cần nó lại như vậy, nó đỡ mệt, đỡ cực, đỡ mất thời gian tôi. À, đó là tương lai sắp tới, bắt đầu tháng, tháng sau chứ đi sẽ làm rồi. Vậy thì những cái bạn mà vừa rồi một tháng 20 đô, những bạn đăng ký 40 là dành cho tháng 5, tháng 6. Ok ha. Rồi riêng hôm nay, sau hôm nay, những bạn đăng ký trễ muốn đăng ký vào tháng 6. Ok, các bạn sẽ được một cái ưu đãi cực kỳ đặc biệt là các bạn đóng gấp đôi người ta. Thay vì tháng 6 20 đô, các bạn đóng 40 đô. Các bạn có quyền không vào, cô muốn miễn, cô muốn yêu cầu, cô muốn ép nha. Cô thích nâng lên vậy đó. Muốn vào tháng 6 đúng không? 40. Đóng gấp đôi người ta. Người ta đóng 40 đô có được 2 tháng. Bây giờ bạn đóng trễ, bạn đóng 40 đô được 1 tháng. Tháng 5 đâu được tham gia đâu. Mình phải đóng 40 đi cho tháng, để tham gia được tháng 6. Ok không? Cho nên tôi luôn có những cái rất là ưu đãi là dành cho những cái bạn mà thích học cái bài học là không có sự chuẩn bị trước. Các bạn nên tập luyện cái đó. Ha. Bởi vì tôi nghĩ những cái phí này vẫn rất rẻ với các bạn. Các chứng tỏ các bạn vào trong thị trường này các bạn không có kế hoạch, anh em không có kế hoạch, các bạn biết để vào một cái lệnh BTC giống vậy không, thường đám đông họ chỉ nghĩ đến TB, vô vô entry như vậy TB ở đâu, SL ở đâu, họ suy nghĩ như vậy sai không? Là những người đó mà nghĩ như vậy là chết, tại vì khi vào lệnh á chúng ta phải có kế hoạch. Kế hoạch là gì? Bây giờ nếu mà vào đây nè, đóng nến chưa, đó gọi là kế hoạch. Nếu vào ở đây nó lên cái vùng này SL khi nào, cái đó gọi là kế hoạch. Rồi nếu á, nó quay về đây nè, nó quay về đây mà nó rút chân, nó tạo ra cái chiến lược một nữa thì có nên SL hay không, cái đó là kế hoạch, hiểu chưa? Cho nên chúng ta vào lệnh chúng ta phải có kế hoạch, chúng ta làm gì chúng ta có kế hoạch. Cái việc mà các bạn đợi phút 90 các bạn mới đăng ký á, nước tới háng mới nhảy á, nó thể hiện cho các bạn có vào trong channel, các bạn có nhận được những cái kèo tín hiệu mỗi ngày của tôi. Thậm chí các bạn có nhận được cái con bot mà cảnh báo sắp tới, tôi cho các bạn anh em tham gia bên channel thi giải tháng 5 tháng 6 sẽ được trải nghiệm cái tài khoản thông minh đó và được dùng con bot nó y như bên tư học viên nè. Con bot nó cảnh báo cho các bạn trước khi nó sẽ có thị trường, trước khi thị trường sẽ sập. Tôi cảnh báo cho các bạn không kế hoạch các bạn cũng nát. Đúng không? Bây giờ các bạn vào lệnh xong ngày mai cảnh báo, ngày mai coi chừng nha, thị trường nó sập đó. Các bạn đi lệnh 10.000 đô các bạn dám dám cắt không? Các bạn dám cắt không? Dám không? Dám không? Cắt xong rồi cảnh báo xong nó không sập, các bạn chửi tôi không, các bạn chửi tôi không,
đúng không, mình đang vô 10.000 đô tự nhiên nó ăn no, nó cảnh báo mình là mình cắt cắt xong cuối cùng thị trường không sập mà lên lại, trong khi cái mà tôi cảnh báo là tôi thấy cái dữ liệu nó đang có rủi ro, ví dụ cuối tuần hay gì đó, hay là kênh non farm hay là kênh forex, kênh fx gì đó, kênh fed gì đó, tôi cảnh báo à. Chúng ta vào lệnh vì rủi ro thấp chứ không vì lợi nhuận cao, cho nên tôi cảnh báo các bạn không có nghĩa là nhất định nó sẽ xảy ra, nhưng ít ra các bạn không mất tiền, các bạn không mất tiền. Nhưng nếu các bạn không có kế hoạch mà các bạn non in á, mà các bạn dùng cái con bot này là các bạn chửi liền luôn, rõ ràng mày cảnh báo sai đúng, nhưng nếu mà đúng một cái là mày không mất tiền, nhưng sai mày vẫn không mất tiền do mày không quản lý vốn bot, mày đánh non in đi vốn quá nhiều vào cuối cùng vào những cái nhịp dậy nhạy cảm, cho nên mày phải cắt thôi. Mà mày không hiểu, đây là tôi phân tích cho các bạn hiểu tại sao tôi phải dạy cho các bạn biết một cái bài học là phải quản lý vốn thật là tốt, phải có sự chuẩn bị thật là tốt, phải có kế hoạch. Tại vì khi các bạn không có kế hoạch thì dù cho các bạn gặp quý nhân các bạn cũng chỉ chết mẹ nó luôn, các bạn được người ta tỏ, người ta nhắc nhở, được được người ta giúp đỡ, được nhiều thứ các bạn cũng chỉ chết mẹ người ta luôn. Tại vì sao? Tại vì ngu nó sinh đủ thứ bệnh, dốt nó sinh đủ thứ bệnh, rất nhiều bệnh ha. Rồi bữa nay thứ hai tối nay 20:30 anh em bên thi giải sẽ học cùng với anh em học viên về cái câu chuyện phân tích kỹ thuật và quản lý vốn, có một cái phần nhỏ của việc xử lý lệnh âm nữa. Tối nay 20:30 chỉ anh em bên channel thi giải được học cùng với bên 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 em học viên cái bài tối nay, ok ha. Đó là một cái ví dụ các bạn về các bạn suy ngẫm. Tôi cứ luôn nói nặng, tôi luôn nói nặng, tại vì sao? Tại vì tôi không mất tiền, tôi cũng không có thu tiền các bạn ha. Đúng chưa? Còn muốn nói ngọt, nói ngọt, nói nhẹ dễ lắm. Ở bên ngoài bây giờ rất nhiều cái hội thảo forex, mấy thằng mặc vé đó trên đó, các bạn lên trên đó nó nói ngọt, nó nói ngọt, rất ngọt. Sau đó các bạn nạp tiền cho nó. Ha. Ok ha. Rồi, ba anh em, hôm nay trade cẩn thận. Đầu ngày à quên nói về cái chim tinh. À thôi, cái chim tinh để bữa nay cũng để nát cập nhật bên con bot luôn cho các bạn. Bắt đầu từ ngày bữa nay cho đi, tất cả những cái nhận định về chim tinh tôi sẽ cập nhật qua con bot. Cho nên những anh em bên con bot hoặc là bên channel bên thi giải, cho nên những anh em đăng ký bên channel thi giải các bạn sẽ được nhận, sẽ được nhận những tín hiệu đó, và sau này tôi sẽ chuyển dần những cái tín hiệu về chim tinh qua bot hết, cho nên các bạn đăng ký tham gia bên channel thi giải các bạn sẽ được nhận con bot đó à. Và đợt này ai đã được đăng ký vào, ai đã được tôi ghi nhận được nó lại UID, các bạn đều sẽ được trải nghiệm cái con bot đó. Coi như đây là cái lần bài học đầu tiên, ok ha. Bắt đầu những tháng sau các bạn đăng ký trễ, các bạn sẽ được những cái đặc ân gấp đôi người ta và được mất quyền lợi để các bạn học một cái bài học là đừng có đợi phút 90 mới làm, ok chưa? Riêng tháng này vẫn gì cho các bạn, ok ha. Bữa nay ngày 13 tháng 5, rồi bây giờ tôi cũng đang thống kê lại USD. Tôi thừa biết tôi bán ngày 12 là ngày 12 tụi nó vô đông như như tâm tư hôm qua, các bạn biết không, 170 mấy đứa nó gửi tin nhắn thôi, tôi để đó tôi chưa có nốt nữa, lưu lại hết. Nhưng bữa nay tôi mới cập nhật, tôi gửi cho bên sàn, ok ha. Tại vì lúc nào tôi cũng luôn tiêu hao thời gian, thực tế ngày 15 tôi mới chốt bên sàn, nhưng chắc ăn là ngày 12 tôi báo các bạn. Đây là kế hoạch, tại vì tôi thừa biết tôi báo ngày 12 là bắt đầu ngày 12, ngày 13 tôi nó mới đăng ký, nhiều đứa đăng ký trễ. Bữa nay ngày 13 còn, sáng nay còn vài đứa nhắn nhắn tôi nè. Cho nên bữa nay là cái bài học cho các bạn phải nhớ, bắt đầu tháng sau đúng ngày 12 mà những cái đứa mà canh ngày 12 mà mới đăng ký á sẽ luôn được một cái bài học rất thú vị, chắc các bạn, ok nha. Ba anh em bây giờ tôi phải thống kê của nó lại cái USD tôi gửi cho bên sàn trước ngày 15 vậy nha. Và nhắc lại những bạn hôm qua với bữa nay đăng ký, bữa nay tôi vẫn cho là các bạn đăng ký, hôm qua với bữa nay đăng ký thì vẫn được ghi nhận và đừng vẫn được xài cái tài khoản thông minh, vẫn được cấp cái tài khoản thông minh 2 tháng ha. Tôi, sau khi cô nói vừa đi xong tôi sẽ báo IT gửi các bạn. Và còn nữa để cho nó dễ, các bạn tạo tài khoản bên cái chim tinh, bên web chim tinh nè, tạo tài khoản bên đây nè, các bạn tạo tài khoản nhớ nó, các bạn nó là cái email, nó là cái email, sắp tới sau ngày 15 tôi sẽ báo các bạn cái cách mà để các bạn được duyệt tài khoản đó, ok ha. Bây giờ khoan đi em, tôi sau ngày 15 tôi sẽ báo các bạn để IT họ thống nhất cái cách duyệt một lọc đồng loạt luôn cho cả mấy trăm người. Bây giờ bên channel thì giải 400 900 mấy người rồi, bắt đầu sau ngày 15 tôi chuẩn bị cái lọc đây nè,
921 người rồi. Những bạn mà không có đăng ký vào tháng 5, tháng 6 thì sẽ lọc ra. Ok. Riêng một số đoạn đặc biệt thì ở lại. Tôi có à, tiếp nhanh. Riêng một số bạn đặc biệt. Riêng một số bạn đặc biệt thì tôi mời vào thì ở lại thôi. Đợi chút nha. Rồi. Đó. Bên trên này khi giải cũng có một số bạn bè tôi có ép vào thì những người mà tôi mời vào, tôi trân trọng tôi mời vào thì ở lại thôi. Còn những bạn bên cộng đồng thì tôi sẽ loại dịch. Hai cộng tham gia vào tháng 5, tháng 6 loại dịch. Và cái mục tiêu của tôi là tháng 5 này để các bạn trải nghiệm một số cái tính năng của cái tài khoản thông minh. À. Và nếu mà ổn định sau khi trải nghiệm xong bắt đầu những tháng sau mặc định các bạn tham gia bên trên là thi giả các bạn sẽ được dùng cái đó hết. Ok chưa? Rồi ba anh em nha.